nhiêu rồi còn bán hàng mà. Còn à? Ý kiến này là làm sao anh? Đi đâu anh? Đi ông này là sao? Em không dám đọc. Không, anh trai nó bị chết, không phải nó là. Sao làm sao? Tại sao bị chết? Sao lại bị đánh vậy? Không biết. À ơi, còn vào được không? À, bị bắt thì tôi lấy được công động rồi. Ồ, đang đang bắt ấy cái này này, bắt điều tra cái này này. Là vào chỉ biết là đến công an làm việc xong là gây rồi cho công an gọi lên xong rồi các công an thông báo người nhà đi cấp cứu người chết xong rồi. Mà lúc ấy đầy vết thương không? Ừ. Thông tin hết người, chắc là đánh đánh có tay rồi. Dạ, em trai là thằng gỗ TikTok nổi phết. Ừ, bà sao em thấy TikTok sư phú tử rồi. Ừ, hơi nổi mà. Nghe rồi đó. Ừ. Nhà Kim Sơn vào Đồng Đa đi sống. Nhà Kim Sơn đấy à? Thế em lấy đăng lên là Đồng Hướng. Đồng Hướng, 66 à. Nhiều vụ người này rồi, cứ làm dần dần chìm hết rồi. Chỉ như là thằng nào mà không phải thật mạnh, không là bị ấn chìm, không chìm là ảnh hưởng đến cả một con nước nữa nữa cho. Thằng đấy kiểu gì, nếu mà đúng như thế này, cái thằng đấy kiểu gì cũng bị chìm nào. Nếu mà nó dấn chìm đi được với con, để cáo chìm là